Các bạn thân mến, Tiếng Trung Ánh Dương rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình học giao tiếp tiếng Trung với một chủ đề rất là gần gũi trong bài học hôm nay, đó là chủ đề về ngày, tháng, năm. Chúc các bạn có những giây phút học tập thật vui vẻ. Mẫu câu đầu tiên là cách hỏi về thứ. Jin tian xing qi ji. Jin tian xing qi ji. Chi thiên có nghĩa là hôm nay, xinh chi chỉ có nghĩa là thứ mấy. Và để trả lời ta có Chin thiên xinh chi y. Chin thiên xinh chi. Hôm nay là thứ hai, ta có xinh chi là thứ hai. Liên quan đến danh từ chỉ thời gian trong tiếng Trung, các bạn có thể nhớ thêm như từ mín thiên có nghĩa là ngày mai, chúa thiên hôm qua, chén thiên hai hôm trước, hậu thiên hai hôm tới, ổ thiên chén năm ngày trước, chi thiên hậu bảy ngày sau, bảy ngày tới thì chỉ tương lai. Lúc nãy là mẫu câu hỏi về thứ và cách trả lời thứ. Vậy để trả lời những thứ khác thì các bạn cần phải nhớ như sau. Ta sẽ kết hợp xinh chi có nghĩa là tuần với các con số đếm. Ở người Việt Nam thì bắt đầu từ số 2 là ngày đầu tuần, thì người Trung Quốc bắt đầu từ số 1. Vì vậy mà khi dịch sang tiếng Trung các bạn nhớ là sẽ lùi lại một số. Ví dụ như thứ 2 thì ta sẽ nói là xinh chi. Tương tự thứ 3 xinh chi er. Er ở đây có nghĩa là số 2. Xinh chi er, đây là thứ 3. Xinh chi san, thứ 4. Xin chi sư, thứ 5. Xin chi ủ, thứ 6. Xin chi liệu, thứ 7. Và đến ngày chủ nhật là ngày đặc biệt thì ta không kết hợp với con số. Ta có hai cách nói là xin chi thiên hoặc là xin chi rư, là chủ nhật. Mẫu câu tiếp theo là Jin thiên chỉ rư chỉ hò. Jin thiên chỉ rư chỉ hò. Đây là mẫu câu hỏi về ngày và tháng. Jin thiên hôm nay, chỉ yue tháng mấy, chỉ hò ngày mùng mấy. Cách sắp xếp thứ tự thời gian trong tiếng Trung cũng tương tự giống tiếng Anh, sẽ từ to tới nhỏ. Có nghĩa là các bạn sẽ xếp năm rồi đến tháng rồi mới tới ngày. Cách nói này ngược với cách diễn đạt của người Việt Nam. Và trả lời ta cũng cần trả lời từ tháng rồi đến ngày. Jin thiên 8月15号. Jin tian 8月15号. Hôm nay ngày 15 tháng 8. Ta kết hợp cách nói ngày tháng với ngày lễ Tết. 9月2号是什么节日? 9月2号是什么节日? 9月2号ngày 2 tháng 9. 什么节日? Ngày lễ Tết gì? Các bạn có biết ngày 2 tháng 9 là ngày lễ Tết gì không ạ? 是越南国庆节. 是越南国庆节. Việt Nam, Việt Nam, 国庆节, ngày lễ quốc khánh, là ngày lễ quốc khánh của đất nước Việt Nam. Hoặc để nói kỹ hơn về cách hỏi tháng, ta có mẫu câu 现在 hoặc 这个月是几月份. 现在 这个月是几月份? Cách trả lời cũng rất đơn giản. Ví dụ bây giờ là tháng 8 thì ta trả lời 现在是8月份. 月份 ở đây bằng với 月 có nghĩa là tháng. Tương tự, không chỉ hỏi cho thời điểm hiện tại, các bạn cũng có thể hỏi cho tháng trong quá khứ, tương lai. 下个月, 下个月 có nghĩa là tháng tới. 下 là hạ. 上个月, 上个月 là tháng trước. 上 là thượng, chỉ tháng trước. Hoặc để nói số lượng nhiều hơn, mình có 三个月后. 三个月后 có nghĩa là 3 tháng tới. Hay muốn nói là 5 tháng tới sẽ là thay thế số lượng 3 là 5. 5个月后. 5个月后, 5 tháng tới. Đây là mẫu câu hỏi về sinh nhật. 你的生日是几月几号?
你的生日是几月几号？Ngày sinh nhật của bạn là ngày mấy tháng mấy? 生日 sinh nhật 几月几号 ngày mấy tháng mấy? Và cách trả lời cũng trả lời tháng trước, ngày sau. Ví dụ sinh nhật của mình là ngày 14 tháng 1, mình sẽ trả lời là 我的生日是一月十四号。我的生日是一月十四号。Đây là một mẫu câu hỏi về năm. 今年是哪一年? 今年是哪一年? 今年năm nay, 哪一年, năm nào? Để trả lời, ta đọc từng con số một. Ví dụ, năm 2017 sẽ là 2017 年. 今年是2017年. Tương tự, 2005 sẽ là 2005年. 2020 sẽ là 2020年. Ní nả nén chú sâng. Ní nả nén chú sâng. Bạn sinh năm nào? Đây là mẫu câu hỏi về năm sinh. Khi trả lời, ta chú ý đặt năm lên trước. 我1987年出生。我1987年出生。Tôi sinh năm 1987. Tiếp theo ta có mẫu câu 你什么时候回国? 你什么时候回国? Đây là một cách hỏi về thời gian chung chung. 什么时候 có nghĩa là lúc nào, khi nào. 回国, về nước. Ta sẽ ưu tiên trả lời thời gian đến trước. 我下星期五回国. 我下星期五回国. Thứ 6 tuần sau tôi sẽ về nước. Ta có sinh chi ủ là thứ 6 và muốn nói thứ 6 tuần sau thì các bạn sẽ kết hợp với 下, 下星期五. Tiếp theo đó là cách kết hợp nói thời gian cụ thể với thứ ngày tháng. 我明天早上九点半来找你。我明天早上九点半来找你。Các bạn có thể thấy ở đây xuất hiện ba danh từ chỉ thời gian là 明天, 早上và 九点. Và cách sắp xếp thời gian trong tiếng Trung sẽ từ lớn đến nhỏ. Ưu tiên 明天, rồi đến 早上và 九点 ở cuối. Câu này có nghĩa là 9 giờ sáng ngày mai tôi sẽ tới tìm bạn. Hoặc ta có thể có cách nói về thứ ngày tháng trong âm lịch. Đó là sử dụng từ núng lì, có nghĩa là lịch âm. 他们农历几月几号结婚? 他们农历几月几号结婚? Có nghĩa là ngày mùng mấy tháng mấy âm lịch thì họ sẽ kết hôn. 他们农历下个月初八结婚。他们农历下个月初八结婚。Ngày mùng 8 tháng tới âm lịch họ sẽ kết hôn. Như vậy chúng ta đã học xong một số mẫu câu giới thiệu về ngày tháng năm. Các mẫu câu này cũng khá ngắn. Ví dụ như mẫu câu hỏi về thứ 今天星期几? Hoặc mẫu câu hỏi về ngày tháng 今天几月几号? Vân vân. Các bạn hãy về nhà cố gắng luyện tập và sử dụng thành thạo các mẫu câu này nhé. Các bạn hãy theo dõi kênh của Tiếng Trung Ánh Dương để đón xem nhiều video bài học bổ ích hơn. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ. 再见.